Chào mừng bạn đang đến với kênh Top Sao Hoa. Và sau đây là những tin tức đáng chú ý có trong ngày với những thông tin xoay quanh các ngôi sao showbiz. Vào chiều tối ngày hôm nay 17 tháng 11 thì sự kiện khủng của thương hiệu LV đã được diễn ra hoành tráng tại Thượng Hải, quy tụ dàn sao cực hot của làng giải trí tới tham dự. Thảm đỏ sự kiện chứng kiến màn đổ bộ của loạt tên tuổi lớn, nhan sắc của dàn mỹ nhân nam thần xứ Trung nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Khác với hình ảnh bánh bèo tại sự kiện lễ trao giải GQ ngày hôm qua, Địch Lại Nhật Ba khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh tomboy, chiếc áo rộng quá khổ cùng quần ngắn dìm vóc dáng của nàng một cách thảm thương, đôi chân dài tít tắp ngày nào giờ còn một màu. Đầu gối nhăn nheo lộ bắp chân kém thon của Nhật Ba khiến nhiều người nuối tiếc vì đã chờ mong một hình ảnh lồng lộn hơn. Khi đó thì Lưu Diệc Phi có phần khá khẩm hơn nhưng chưa gây được ấn tượng sang chảnh lồng lộn như nhiều người tưởng tượng. Không chỉ vậy thì cô còn lộ gương mặt tròn xoe kém thon gọn. Khi mỉm cười thì nàng thần tiên tỷ tỷ để lộ làn da kém săn chắc, có nếp nhăn, gương mặt kém phần thanh thoát. Người đẹp xứ Trung chọn cho mình phong cách khá an toàn khi đến sự kiện. Thần đồng Silo xứ Đài Âu Dương Nana gây bất ngờ vì visual tuột dốc. Cô nàng còn bị soi làn da phần trên trái ngược hoàn toàn với phần dưới, đôi chân khẳng khiu sạm đen khác hoàn toàn với làn da trắng mịn ở cổ. Đinh thì trưởng thành và bảnh bao trong bộ vest. Công Tuấn trẻ trung với set đồ denim xanh ngọc. Tân đại sứ LV Châu Đông Vũ diện bộ đầm lấp lánh nhưng chưa thật sự khiến cô nàng toát lên thần thái khí chất sang chảnh. Ngô Thư Hân ngọt ngào xinh xắn với mái tóc bồng bềnh, đã lâu lắm rồi thì cô nàng thánh lố mới lộ diện tại sự kiện khủng như này, visual của cô nàng ngày càng được đánh giá cao. Amber xoáy khí ngút ngàn tại sự kiện ngày hôm nay, chiếc áo sặc sỡ giúp cho cô nàng tomboy càng thêm nổi bật. Dương Sư Việt thì bị chê xến xúa với chiếc áo hồng chóe. Ngô Tuyên Nghi ngọt ngào dịu dàng, Hứa Giai Kỳ có phần trưởng thành hơn. Người đẹp xứ Trung gây ấn tượng với gương mặt thuần khiết nhưng bộ đồ có phần dìm dáng cô nàng hơn cả. Phó tinh của Rocket Girl khoe thần thái sang chảnh ngút ngàn, mặc dù vậy đôi bốt cao dường như biến đôi chân dài của cô nàng trở nên ngắn hơn hẳn. Tồn gây sốt với visual thanh tú trang phục nổi bật. Chu Nhất Long biểu cảm nhạt nhòa, Châu Dã dù được đánh giá sở hữu visual băng thanh ngọc khiết, nhưng đôi chân kém thon của cô nàng lại bị lộ ra trước ống kính. Chúng mình là Top Sao Hoa. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.